Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay ta sẽ giải vở bài tập toán lớp 4 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Tiết học hôm nay chúng ta sẽ làm là tiết số 2 bài 24 tính chất giao khoán và tính chất cái thời có phép cộng trang 83. Bài số 1 tính giá trị của tri thức theo mẫu. A, người ta cho A đây là 1, B là 3, C là 6. A cộng B đóng ngoặc mở ngoặc cộng cho C. Như vậy chúng ta sẽ có là ta thay vào A là 1 cộng với lại là B. B là người ta cho bằng 3 cộng với là 6. Như vậy cái này chúng ta sẽ là làm trong cái ngoặc trước. Đó nghĩa là chúng ta sẽ lấy là 1 cộng 3 là bằng 4 cộng với lại là 6 này. Vậy 4 cộng 6 là bằng 10. Ở bên này chúng ta sẽ có là A ta cộng cho mở ngoặc B cộng C. A là người ta cho bằng 1 cộng cho mở ngoặc ra là B là bằng 3 và C là bằng 6. Vậy là chúng ta sẽ làm trong cái ngoặc này trước. 1 chúng ta ghi lại, 3 cộng 6 là bằng 9, 1 cộng 9 là bằng 10. Rồi, tương tự chúng ta sẽ làm cho cái bài này. Vậy là A bây giờ người ta cho là 41 cộng cho B là 17, đóng ngoặc lại. Rồi cộng cho 33 bằng, chúng ta sẽ lấy là 41 này chúng ta sẽ cộng với lại là 17 nè, vậy là bằng là 58. Rồi sau đó chúng ta sẽ cộng với lại là 33, cộng với lại 33 thì chúng ta sẽ được là 90 11. Rồi bên này chúng ta sẽ có là 41 cộng với lại là mở ngoặc ra B là 17 cộng với lại là 33 bằng 41 cộng với lại, chúng ta sẽ lấy 17 này chúng ta sẽ cộng với lại là 33 bằng 50. Rồi hai cái này cộng lại thì chúng ta sẽ được là 91. Bài này 190 12, cộng với lại B là 401, đóng ngoặc lại, cộng với lại là 339 bằng. Như vậy cái này chúng ta sẽ cộng cái trong ngoặc trước, có nghĩa ta lấy 192 ta cộng với lại là 401 bằng là 593. Rồi sau đó thì ta cộng với lại là 339 cộng với lại là 339 thì bằng là 930 12. Rồi bài này tiếp theo ta lấy là 192 ta cộng cho mở ngoặc ra 401 ta cộng cho 339. Vậy 192 chúng ta ghi lại nè, cộng cho ta lấy là 401 chúng ta sẽ cộng với lại là 339 là bằng là 740 nè. Ta lấy 740 này chúng ta cộng với 192 được không? Cộng với 192 thì nó cũng ra là bằng là 930 32. Nó qua bài tiếp theo là bài số 2 tính bằng cách thuận tiện. Như vậy là chúng ta sẽ áp dụng tính chất gọi là kết hợp ở trên, mà ở trên chúng ta tận dụng tính chất kết hợp. Bây giờ cái xem cái bài này chúng ta thấy là 83 mà cái đuôi 3 và cộng với là đuôi 0 nó bằng 3 thì nó lửa giữa. Nó không có trầu. Cái đuôi 0 với đuôi 0 này chúng ta sẽ cộng với nhau là nó trầu này. Vậy là chúng ta sẽ lấy hai con số này cộng nhau trước rồi sau đó ta cộng với 83. Rồi, 83 chúng ta ghi lại. Hai này chúng ta sẽ cộng lại được 450 chúng ta sẽ cộng với lại là 50 thì chúng ta sẽ bằng là 500. Rồi hai này chúng ta sẽ cộng lại thì chúng ta sẽ được là 583. Bài này cái đuôi 5 với cái đuôi 5 này nó trầu chọc nè, hai cái này cộng nhau trước rồi sau đó ta cộng cái này. Như vậy chúng ta sẽ lấy là 25 ta cộng cho 75 cộng cho 982.
25 mà chúng ta sẽ cộng với lại là 75 thì chúng ta sẽ được là 100. Rồi ta cộng với lại là 982. Như vậy bằng là 82. Rồi, 1082. Ta qua tiếp theo. Bài này 800 ta cộng với 200 là bằng 1000 này, được. Cộng với lại là 200. Hai này là cộng là được là 1000. Cộng với lại là 381. Thì bằng 1380 11. Bài này là có bốn cái số hàng, ta lấy này ta cộng với cái này ta cộng với cái này, 70 ta cộng với lại là 30, 75 cộng với 25, hai này cộng lại được 100, cộng hai này là cũng được là 100, trăm mới trăm là 200. Nó qua bài số 3, viết số hoặc chữ số thích hợp hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm. Đây là 81 cộng 3 cộng A bằng với lại bên này cũng có 81, rồi bên này cũng có 3, giờ chỗ này là A. Đây A ta cộng cho mở ngoặc B cộng C bằng như vậy cái này chúng ta sẽ có là B. A cộng B rồi sau đó cộng C, còn ở trên là B cộng C rồi sau đó cộng A. 92 cộng 73 cộng 8. Như vậy trong này chúng ta sẽ có là bằng với bên này cũng có 92, bên này có 8 thì chỗ này là 73. A cộng B cộng C cộng D. Bây giờ bên này chúng ta sẽ có là bằng bên này là A có, B có. Như vậy chỗ này là D có, như vậy chỗ này thiếu chữ C. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 4, tính tổng bằng cách thuận tiện. Trong này chúng ta sẽ có là 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 cộng 6 cộng 7 cộng 8 cộng 9. Như vậy chúng ta sẽ lấy 1 cộng cho 9 là bằng 10 này, 2 cộng 8 bằng 10 này, 3 cộng 7 bằng 10 này, 4 cộng 6 bằng 10 này, 5 là đúng một mình. Rồi chúng ta sẽ có là 1 cộng 9. Cái bước đầu tiên chúng ta gọi là ghép sắp xếp lại. Rồi 2 cộng 8 cộng cho 3 cộng 7 cộng cho 4 cộng 6 rồi cộng cho 5. Một mà còn một mình con 5. Giờ chỗ này chúng ta sẽ có là 9 cộng 1 bằng 10 nè. Dấu cộng này ghi lại nè. 2 cộng 8 là bằng 10 nè. Cộng ghi lại nè, 3 cộng 7 10 nè. Cộng cho 4 cộng 6 là bằng 10 nè. Cộng cho 5. 10, 20, 30, 40 với 5 nữa là bằng 45. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh có thể để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.